sẽ giới thiệu món kế tiếp là món bò kho. Thì bò kho thì ở đây là mình mua là 3 lạng nạm với 2 lạng gân, rồi có sả, cà rốt, củ hành, tỏi, nước dừa 2 trái. Rồi còn cái sốt gia vị này thì có thể mua ở Bách Hóa hoặc là bất cứ siêu thị nào.